Và Sơn xin chào cả nhà. Và Sơn xin giải đáp thắc mắc một số lỗi thường gặp tại nhà khi chúng ta sử dụng nhiệt kế đo tráng ha. Có nghĩa là khi chúng ta đo mà nó báo L O không ra nhiệt độ, hoặc là ra 2 cũng không ra nhiệt độ luôn, hoặc là cái con số nhiệt độ không có giống với cái mà mình cần đo. Ví dụ khi mà chúng ta đo chúng ta phải để trúng chế độ nha. Ví dụ cái này nó có 3 chức năng, thường gọi là 2 chức năng đó. Một là mình đo người, đo người thì mình phải để đúng cái chế độ có hình người ta. Còn hai là đo hình cái nhà. Thì đo hình cái nhà là khi nào? Khi chúng ta đo sữa nè, đo nước tắm em bé nè, hoặc là đo vật thể cái vật gì đó. Đó, thì chúng ta trước tiên phải để đúng chế độ chưa? Và đương nhiên chúng ta phải xem lại pin còn hay không nha. Nếu hết pin thì chúng ta thay pin. Rồi, nếu mà thay pin rồi mà vẫn còn lỗi thì chúng ta chú ý chỗ này. Rồi, đầu tiên là chúng ta mở máy lên. Rồi, cả nhà thấy đó, chúng ta có chữ mod nè, đo tráng, đo người nè ha. Còn đo cái nhà nè. Đó, đo cái nhà tức là đo vật thể. Rồi, chúng ta phải để chúng chế độ nha. Nếu mà đo người thì cái nhiệt độ nó sẽ khác, và đo nhà thì nhiệt độ nó sẽ khác đó nha. Thì khi đo người nó sẽ dùng phương pháp nội si, nó bù trừ nhiệt độ, nó mới ra kết quả chính xác được. Đó, nên đầu tiên cả nhà phải để đúng chế độ. Rồi, đó là cái thứ nhất. Rồi, cái thứ hai, nếu mà để đúng chế độ rồi mà nó hiển thị LO, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhiệt độ quá thấp so với cái mà cái máy có thể cảnh báo được. Hoặc là HI, có nghĩa là nhiệt độ quá cao. Ví dụ giống như khi đo người thì chúng ta có đo nhiệt độ từ 34 độ C cho đến 42 độ C. Tại vì thân nhiệt cơ thể người nó không thể nào vượt qua cái ngưỡng đó. Nếu mà nó trên 42, 43 thì nó sẽ báo là quá cao. Có thể là chúng ta đang đo cái gì đó, chứ không phải là đo người ta. Hoặc là dưới 32 thì nhiệt độ quá thấp, nó báo LO quá thấp. Còn khi mà chúng ta đo vào vật thể thì máy nó sẽ đo được từ 0 độ cho đến 100 độ. Nhưng mà cái ngưỡng mà nó báo cái chỉ số được, tại vì thường chức năng này là đo sữa với đo nước, thì nếu mà dưới 15 độ thì nó sẽ báo LO. Còn từ 15 độ, 16 độ vẫn hiển thị được cho đến 40 độ. Và trên 40 độ thì nó báo là HI, là cao cả nhà ha. Rồi, đó là vài vấn đề. Nếu mà cả nhà mình có gì thắc mắc thì cứ gọi trực tiếp vào Hoàng Sơn theo số điện thoại ở bên dưới. Rồi, hoặc là chúng ta sẽ gửi về hãng để bảo hành nha. Rồi, tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.